Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Thực sự, tôi cũng không hiểu vì sao anh Linh lại yêu mến, yêu ái tôi đến như vậy, Quang Hà chia sẻ. Trong buổi biểu diễn ở live show không thể thay thế của Quang Hà, nghệ sĩ Tú Hoài Linh từng chia sẻ, Quang Hà là một trong hai ca sĩ chỉ cần hú là Linh có mặt, không cần phải mời. Đáng nói hơn, Hoài Linh còn vui vẻ nhận lời biểu diễn trong tất cả các live show của Quang Hà mà không nhận cắt xê. Thậm chí, dù đã có lời thề không giả gái trên sân khấu nữa nhưng vì yêu cầu của Quang Hà, Hoài Linh hết lần này tới lần khác phá lệ. Điều này khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa Hoài Linh và Quang Hà. Bởi Hoài Linh được cho là ông trùm của showbiz Việt, những người được anh yêu mến, nâng đỡ thường phải rất đặc biệt đối với anh. Hoài Linh nhiều lần giả gái vì Quang Hà. Khi được hỏi về mối quan hệ với nghệ sĩ Tú Hoài Linh, Quang Hà cho hay chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nhận được tình cảm đặc biệt như vậy. Tôi và anh Hoài Linh không thường xuyên gặp nhau hay trò chuyện đâu. Trên thực tế, có khi cả năm chúng tôi chỉ gặp nhau một lần và cũng là trên những sân khấu mà chúng tôi cùng tham gia. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi nhau như anh em nghệ sĩ bình thường gặp nhau thôi. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao anh Linh lại yêu mến, yêu ái tôi đến như vậy. Tôi nhớ, cách đây 16 năm tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi gặp anh Hoài Linh lần đầu tiên trong dịp giỗ tổ nghiệp sân khấu. Lúc đó, tất cả các ngôi sao lớn, các nghệ sĩ thấy anh Linh đều nhiệt tình hỏi han, trò chuyện. Có khi cả năm chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Tôi khác với mọi người. Tôi chỉ đến chào anh rồi ra một góc khác để ngồi. Có lẽ vì thấy tôi hơi lạ so với mọi người nên anh có chú ý hơn chăng? Trong suốt quá trình tôi làm nghề, anh Hoài Linh cũng nhìn nhận và đánh giá về con đường tôi theo đuổi, về cái tâm làm nghề của tôi. Sau này, khi tôi bắt đầu khẳng định được tên tuổi, tôi luôn là người được phía anh Hoài Linh mời hát khai mải sau mỗi buổi lễ giỗ tổ nghiệp. Anh Hoài Linh chính là sát thủ trong việc câu cá đấy. Vì ít gặp nhau, ít trò chuyện nên giữa Hoài Linh và Quang Hà không có quá nhiều kỷ niệm. Nhưng mỗi khi gặp nhau, cả hai luôn rất thoải mái, vui vẻ. Ở bên Mỹ có những ngày cá tự nhảy lên bờ, chỉ cần mang xô chậu ra bắt cá đem về thôi. Có lần tôi đi lưu diễn ở Mỹ vào đúng dịp này và gặp anh Hoài Linh. Hai anh em rủ nhau đi câu cá. Chúng tôi phải di chuyển cả đêm, tới 3-4 h sáng mới tới nơi câu. Hôm đó, tôi thực sự bất ngờ với tài câu cá của anh Hoài Linh. Anh ấy cứ thả lưới xuống là dính tới 5 con. Có thể nói, anh ấy chính là sát thủ trong việc câu cá đấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.